Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trò chuyện cùng bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong các số trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu làm sao để phát hiện và chẩn đoán chính xác ung thư phổi. Thật không may, không phải tất cả các bệnh nhân đều phát hiện ung thư phổi tại giai đoạn sớm. Vậy thì lỡ như chúng ta phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn không thể phẫu thuật được, ở giai đoạn 3, thì liệu chúng ta còn hy vọng nào hay không? Tôi, MC Bích Linh sẽ cùng với hai chuyên gia chia sẻ với chúng ta về vấn đề này. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp, bác sĩ điều trị của khoa xạ trị Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ, xin chào bác sĩ Bích Liên, xin chào bác sĩ Hằng Nguyên, xin kính chào quý vị khán giả. Và khách mời thứ hai của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Đào Nguyễn Hằng Nguyên đến từ khoa hóa trị Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin chào bác sĩ Liên, chào bác sĩ Hiệp, chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, mục tiêu chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là giúp cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Đồng thời làm sao chúng ta tiếp cận được điều trị ung thư phổi giai đoạn 3. Với sự tham gia của hai chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta còn có sự tham gia của rất là nhiều quý vị trên fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy. Quý khán giả vui lòng đặt câu hỏi tương tác với chương trình. Ngoài ra, trong khuôn khổ của buổi trò chuyện, nếu mà chúng ta có những câu hỏi nào chưa được hai chuyên gia trả lời thỏa đáng thì Bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi sẽ trả lời qua fanpage của chương trình. Để mở đầu cho chương trình thì xin mời bác sĩ Hiệp chia sẻ một số thông tin chính về bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Ở Việt Nam của chúng ta thì ung thư là một cái gánh nặng mà hàng ngày chúng ta cũng đang phải đối mặt. Ung thư phổi hiện tại đang là cái loại ung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư gan. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái số lượng bệnh nhân ung thư phổi ở Việt Nam của chúng ta thì hiện tại rất là cao. Ung thư phổi giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà bệnh nó đã tiến triển tại chỗ, tại vùng, thì cái việc điều trị của nó thì rất là khó khăn. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 khi tới bệnh viện thông thường sẽ có rất là nhiều triệu chứng. Triệu chứng sẽ rầm rộ hơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các triệu chứng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khối u cũng như là cái vùng ngoài hạch di căn. Thì bệnh nhân sẽ có một số triệu chứng, ví dụ như là bệnh nhân bị khó thở, bị đau ngực, mệt mỏi, bị sụt cân. Điều trị đối với ung thư ở phổi giai đoạn 3 là một cái điều trị rất là phức tạp, cần phải phối hợp rất là nhiều chuyên khoa với nhau và cái thời gian điều trị của bệnh nhân thì cũng rất là lâu dài. Cảm ơn bác sĩ Hiệp. Phần chia sẻ của bác đã cho chúng ta phần nào hình dung được ung thư phổi giai đoạn 3 là gì. Vậy thì còn về vấn đề điều trị, điều trị ung thư phổi giai đoạn 3 thì nó sẽ khác so với những cái giai đoạn còn lại như thế nào hả thưa bác sĩ? Đối với ung thư phổi giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà bệnh đã tiến triển tại chỗ tại vùng, thì việc điều trị thì vô cùng phức tạp và khó khăn. Một bệnh nhân khi đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân đến với trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, thì thông thường đối với một trường hợp ung thư phổi mà được xác định là giai đoạn 3 thì chúng tôi sẽ hội chẩn cùng với các bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực, bác sĩ nội khoa ung thư và bác sĩ xạ trị ung thư để đưa ra một cái quyết định nào đó tối ưu nhất cho với bệnh nhân. Và thông thường việc điều trị ung thư phổi giai đoạn 3 hiện tại thì sẽ áp dụng theo các phác đồ chuẩn của thế giới cũng như là được Bộ Y tế Việt Nam chấp thuận. Đó là sẽ điều trị bằng hóa xạ trị đồng thời kết hợp với nhau. Và sau khi thực hiện hóa xạ trị đồng thời xong thì chúng tôi sẽ điều trị củng cố bằng miễn dịch cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ Hằng Nguyên, chúng ta nghe nói rằng là phẫu thuật thì có thể chữa khỏi ung thư phổi. Vậy thì đối với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 thì phẫu thuật có thể giúp chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn 3 không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Bích Liên và của quý vị khán giả. Thì đây là một câu hỏi rất là thú vị. Đối với bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nào cũng sẽ có một cái mong muốn đó là có thể phẫu thuật để mà cắt hết được cái khối u, và đó thực sự cũng là mong muốn của bác sĩ. Tuy nhiên đối với ung thư phổi giai đoạn 3 thì nó phức tạp hơn, cái bệnh lý nó đa dạng hơn. Theo phân loại của Hiệp hội Y học thì người ta sẽ phân chia cái ung thư phổi giai đoạn 3 ra làm 3 nhóm là 3A, 3B và 3C. Thì đối với cái nhóm mà 3A thì là cái nhóm mà có cái khả năng mà phẫu thuật được là tốt nhất. Còn hai cái nhóm còn lại thì gần như là việc giống như là bác sĩ Hiệp đã trình bày, thì cái khối u nó sẽ xâm lấn những cái cơ quan lân cận, cái cấu trúc xung quanh, và chính cái sự xâm lấn đó làm cho cái việc phẫu thuật nó khó có thể mà lấy hết được khối u. Và
vì mà không thể lấy hết được khối u thì sẽ là chưa có hết bệnh. Từ đó mà người ta thấy được rằng vai trò của những biện pháp khác, ví dụ như là có thể hóa trị trước đó, có thể là hóa xạ đồng thời rồi sau đó là đi mổ, hoặc là hóa xạ đồng thời rồi sau đó là điều trị những cái nhóm thuốc nhắm đích những cái nhóm thuốc miễn dịch. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyên. Quay trở lại với bác sĩ Hiệp, thì thưa bác sĩ Nguyên có nói rằng là không phải tất cả các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 nào cũng có thể phẫu thuật. Và bác sĩ Nguyên có nói đến vai trò của hóa xạ đồng thời. Vậy thì hóa xạ đồng thời là gì hả thưa bác sĩ? Và vai trò của hóa xạ đồng thời đối với bệnh lý ung thư phổi giai đoạn 3 thì sẽ là như thế nào ạ? Thì theo đúng như những gì mà bác sĩ Hằng Nguyên đã chia sẻ, thì không phải tất cả các trường hợp ung thư phổi giai đoạn 3 chúng ta đều có thể phẫu thuật được. Đặc biệt là trong các trường hợp mà được phân ở giai đoạn 3B hoặc là 3C, thì gần như cái vai trò của phẫu thuật thì không thể nào có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Thì trong những cái tình huống ở bệnh nhân ở giai đoạn 3B và 3C như vậy, thì cái phương pháp điều trị chuẩn hiện tại đó là phương pháp hóa xạ trị đồng thời. Thì hiện một cách nôm na, hóa xạ trị đồng thời là chúng ta sẽ cùng lúc điều trị vừa thực hiện xạ trị và thực hiện hóa trị cho bệnh nhân. Thì xạ trị có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái tia năng lượng cao để chiếu vào cái người của bệnh nhân để tiêu diệt khối u cho bệnh nhân. Còn hóa trị là chúng ta sẽ sử dụng thuốc để truyền vào người bệnh nhân để tăng thêm cái hiệu quả cho cái việc điều trị. Và hai cái phương pháp này thì sẽ được thực hiện đồng thời với nhau để cuối cùng là mang lại được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đối với trường hợp ung thư phổi giai đoạn 3 thì bệnh nhân cần phải đến những cái bệnh viện chuyên khoa ung thư hoặc là những cái trung tâm mà phải có đầy đủ phương tiện, là bao gồm cả hóa trị lẫn xạ trị, thì như vậy thì bệnh nhân mới có thể tiếp nhận được cái phương pháp hóa xạ trị đồng thời được. Theo như tôi được biết đó, thì đa số các bệnh nhân của chúng ta một khi đã nhận chẩn đoán là ung thư phổi thì thường là gia đình và những người xung quanh luôn luôn tạo điều kiện hết sức để mà có hỗ trợ và đồng hành với bệnh nhân. Vậy thì khi mà bệnh nhân đến với một cái trung tâm có điều trị xạ trị thì bệnh nhân có nhất thiết cần phải nhập viện để được xạ trị hay không? Và cái quy trình xạ trị có nghĩa sẽ kéo dài như thế nào để mà bệnh nhân có thể chuẩn bị được sẵn, thứ nhất đó là về vấn đề kinh tế cũng như là sắp xếp công việc. Xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái quá trình mà xạ trị sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì như quý vị các bạn cũng đã từng nghe trên báo chí đó là bệnh nhân xạ trị thì bệnh nhân phải chờ đợi rất là lâu mới đến lượt, và thậm chí có những thời điểm là bệnh nhân phải xạ trị ban đêm và gây cản trở và ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên thì tại trung tâm ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy thì hiện tại do trung tâm đã được trang bị với rất là nhiều máy xạ trị hiện đại, nên cái thời gian mà bệnh nhân cần phải chờ xạ trị là rất là ngắn. Hầu như tất cả các bệnh nhân sau khi đã được hội chẩn đưa ra cái phác đồ quyết định đó là hóa xạ trị đồng thời thì bệnh nhân sẽ được nhập ngay vào khoa xạ trị. Và những cái tình huống của bệnh nhân nặng thì chúng ta sẽ cân nhắc cho bệnh nhân điều trị nhập viện nội trú. Còn những trường hợp còn lại mà bệnh nhân có thể đi lại được, sức khỏe bác sĩ đánh giá là ổn định, thì các trường hợp đó thì chúng tôi sẽ điều trị ngoại trú cho bệnh nhân. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ vào khoa để thực hiện xạ trị và sau đó bệnh nhân sẽ đi về. Bởi vì cái thời gian mà bệnh nhân xạ trị mỗi ngày thì nó rất là ngắn, thì nó chỉ khoảng tầm là 20-30 phút thôi. Và sau khi bệnh nhân thực hiện xạ trị xong thì bệnh nhân hoàn toàn có thể về nhà và sinh hoạt bình thường với gia đình. Có một cái trở ngại cũng khá là lớn đối với bệnh nhân xạ trị, đó là cái thời gian điều trị xạ trị thì khá là lâu, khá là dài. Ví dụ như là cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi thì thông thường thì bệnh nhân sẽ nhận với cái liều xạ trung bình là khoảng 30 tia, và thời gian thực hiện là sẽ xạ trị từ thứ 2 cho tới thứ 6. Bệnh nhân sẽ được nghỉ 2 ngày cuối tuần và chủ nhật. Và như vậy thì tổng cái thời gian mà bệnh nhân điều trị xạ trị là sẽ là mất một khoảng thời gian là khoảng tầm 6 tuần. Tuy nhiên thì tại bệnh viện cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân, đặc biệt là có cái nhà nghỉ cho thân nhân bệnh nhân để giúp cho bệnh nhân của chúng ta có thể rất là thuận tiện trong cái việc đi xạ trị mỗi ngày, đặc biệt là những bệnh nhân ở tỉnh. Thưa bác sĩ Hiệp, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về các tác dụng phụ có thể gặp khi mà bệnh nhân điều trị hóa xạ trị ung thư phổi giai đoạn 3. Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Bích Liên. Đối với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 thì bệnh nhân được tiếp nhận cái phương pháp điều trị đó là hóa xạ trị đồng thời. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có hai phần, đó là bệnh nhân sẽ vừa được hóa trị và bệnh nhân sẽ vừa được xạ trị. Thì bác sĩ Hiệp xin được chia sẻ về tác dụng phụ của xạ trị, còn về cái tác dụng phụ của hóa trị thì có thể là sau sẽ được bác sĩ Nguyên sẽ chia sẻ thêm.
thì khi bệnh nhân được xạ trị ung thư phổi thì bệnh nhân sẽ có một vài cái tác dụng phụ phía sau, đó là bệnh nhân có thể cái vùng da của bệnh nhân được chiếu vào thì bệnh nhân có thể sẽ bị viêm da, bệnh nhân có thể sẽ bị nuốt đau do tình trạng là khi mà xạ trị ung thư phổi thì có thể sẽ ảnh hưởng một vài cơ quan lân cận, đặc biệt đó là thực quản, là cái đường ăn uống của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể gặp một vài cái tình trạng mệt mỏi, chán ăn. Tuy nhiên thì trong cái quá trình bệnh nhân được xạ trị thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ tại khoa xạ trị của trung tâm ung bướu sẽ theo dõi cho bệnh nhân mỗi tuần. Thì cứ mỗi tuần bệnh nhân sẽ được gặp bác sĩ và được bác sĩ theo dõi cũng như là cái kê các loại thuốc hỗ trợ để có thể làm giảm thiểu tối đa nhất các tác dụng phụ do xạ trị mang lại. Một điều cũng rất là may mắn là xạ trị là một cái phương pháp thì gần như là rất rất là an toàn và rất là ít có các chống chỉ định. Thành ra là quý vị các bạn, nếu như mình có những người thân mà bị ung thư phổi giai đoạn 3 mà phải xạ trị thì hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta có thể thực hiện được xạ trị một cách rất là an toàn, trong một cái, mặc dù là xạ trị một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy, nhưng mà với sự đồng hành của các bác sĩ và đặc biệt là sự đồng hành của người thân của bệnh nhân thì sẽ giúp bệnh nhân có thể vượt qua dễ dàng trong một cái thời gian xạ trị như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ Hiệp. Vậy thì chúng ta đã biết về các tác dụng phụ có thể gặp của xạ trị rồi, thì xin bác sĩ Nguyên có thể nói rõ hơn về các tác dụng phụ mà có thể gặp đối với những bệnh nhân mà đón nhận liệu pháp điều trị đó là hóa trị. Hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của bác sĩ Hiệp. Thì như quý vị khán giả đã biết thì hóa xạ đồng thời đó là sự kết hợp giữa hóa trị với lại xạ trị. Thì cái liều của hóa trị chắc chắn là nó không có thể nào mà sử dụng một cái liều giống như là bệnh nhân hóa trị đơn thuần. Cho nên là những cái tác dụng phụ của cái việc phối hợp đó chắc chắn đó là nó sẽ tương đương ghi nhận trong cái quá trình mà điều trị là tương đương giống như là bác sĩ Hiệp đã trình bày. Chúng ta biết về những cái tác dụng phụ có thể gặp. Vậy thì nguyên một cái liệu trình điều trị xạ trị như vậy, bệnh nhân cần có những cái lưu ý gì mà bác sĩ muốn nhắn nhủ đối với những quý vị khán giả hôm nay? Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Bích Liên. Thì do xạ trị bệnh nhân cởi phải trải qua một thời gian rất dài, thì theo tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất đó là cần một cái sự đồng hành của người nhà với bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân được người nhà mỗi ngày được dắt đi xạ trị, được đưa đi, được đón về, được chăm sóc mỗi ngày từng chén cơm, ly nước, thì như vậy là bệnh nhân, đầu tiên là bệnh nhân được chăm sóc về sức khỏe tốt, thứ hai là bệnh nhân được một cái là động viên tinh thần rất là tốt, thì như vậy sẽ giúp cho bệnh nhân dễ dàng vượt qua được xạ trị hơn. Cũng xin được nhắn nhủ với các bệnh nhân trong quá trình xạ trị thì phải nên tuân thủ theo những cái lịch trình tái khám tại khoa. Ví dụ như là ở khoa của xạ trị tại trung tâm ung bướu Chợ Rẫy thì bệnh nhân sẽ tái khám mỗi tuần, bệnh nhân sẽ cùng với bác sĩ điều trị cùng trao đổi để xem trong quá trình mình xạ trị có những cái tác dụng phụ gì, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa nhất cho bệnh nhân để làm giảm thiểu những tác dụng phụ này ở cái mức là tối đa nhất có thể, để giúp cho bệnh nhân có thể hoàn thành được cái lộ trình xạ trị của mình. Cảm ơn bác sĩ Hiệp. Kính thưa bác sĩ Nguyên, chúng ta nói tới hóa xạ trị đồng thời, vậy thì bệnh nhân sẽ được hóa trị tại thời điểm nào ở trong lúc bệnh nhân đang đi xạ trị, và bệnh nhân phải tuân thủ theo cái lịch khám như thế nào để mà có thể hoàn tất được cái liệu trình hóa xạ trị đồng thời? Đó là một câu hỏi thực sự tôi nghĩ là rất là thú vị, bởi vì hóa xạ đồng thời tức là việc hóa trị sẽ tác dụng lên cái làm tăng cái hiệu quả của xạ trị. Và thông thường thì người ta quy định là bệnh nhân phát tia đầu tiên thì cũng là cái ngày đồng thời với lại cái việc mà bệnh nhân được hóa trị. Rồi sau đó là bệnh nhân sẽ được đi xạ trị hàng ngày, và mỗi tuần thì bệnh nhân sẽ truyền theo cái lịch cố định. Cái việc mà điều trị quan trọng nhất đó chính là tuân thủ điều trị, là làm sao ngày nào bệnh nhân cũng được phát một cái tia trừ thứ bảy chủ nhật, làm sao mà tuần nào bệnh nhân cũng có thể truyền được một cái mũi thuốc hóa trị, thì lúc đó cái hiệu quả nó mới là tối đa nhất để mà giảm thiểu được những cái nguy cơ làm giảm cái hiệu quả của việc điều trị. Bệnh nhân phải đi tái khám hàng tuần vào một cái ngày cố định, và cái ngày đầu tiên trước khi mà bệnh nhân nhập xạ trị là được khám, rồi sau đó bệnh nhân sẽ được hướng dẫn lên khoa hóa trị để mà truyền thuốc. Không biết ý kiến của bác sĩ Hiệp thì sao? Dạ, tôi cũng rất là đồng tình với lại ý kiến của bác sĩ Nguyên. Thành ra là
Trong quá trình mà nhận bệnh nhân để điều trị xạ trị tại khoa thì có một cái ý mà tôi luôn luôn phải nhắc nhở bệnh nhân cũng như người nhà phải tuân thủ, đó là bệnh nhân phải tái khám mỗi tuần và một ngày cố định. Thì như vậy thì bệnh nhân sẽ vừa được theo dõi để có thể làm giảm thiểu các tác dụng phụ của hóa trị với là xạ trị, đồng thời là bệnh nhân sẽ được truyền hóa chất theo đúng lịch trình. Xin cảm ơn chia sẻ từ hai bác sĩ. Một câu hỏi mà tôi cũng rất là hay được gặp khi mà những cái bệnh nhân hay là những thân nhân thường thắc mắc, thì thay nhân tiện đây cũng có dịp cơ hội để mà trò chuyện với hai bác, thì tôi cũng xin được bạn phép là thay cho các bệnh nhân đặt câu hỏi, đó là trong quá trình mà hóa xạ trị đó thì bệnh nhân có được tiếp xúc với người nhà hay không, có được ở chung phòng, có được ở chung nhà, hay là thậm chí là có thể được ăn cùng bữa cơm với người nhà hay không? Dạ, cái câu hỏi này thì có thể là chắc là bác sĩ Hiệp được nhận cái câu hỏi này gần như là mỗi ngày, thì không phải chỉ trong ung thư phổi không mà tất cả các loại ung thư khác mà cần phải điều trị xạ trị thì bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân cũng đặt câu hỏi. Nhưng mà có một điều cũng rất là may mắn là xạ trị là một phương pháp cực kỳ an toàn và gần như rất là ít chống chỉ định. Bệnh nhân có thể hoàn toàn là sinh hoạt, tiếp xúc, ăn uống, thậm chí là có thể ở chung với những cái người thân trong gia đình mình, những người không bị bệnh. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân là bởi vì trong cái thời gian mà mình vừa hóa trị vừa xạ trị thì cái tác dụng phụ cũng như là làm cho bệnh nhân phải mệt mỏi này kia thì cái khả năng miễn dịch của bệnh nhân nó sẽ kém hơn. Thành ra là bệnh nhân cũng nên hạn chế tiếp xúc với những cái chỗ đông người, bởi vì là bệnh nhân có thể sẽ dễ bị lây những cái bệnh lý thông thường, làm cho bệnh nhân lúc đó sẽ phải trì hoãn cái việc xạ trị lại. Còn nếu như bệnh nhân tiếp xúc với những người thân trong gia đình cũng nặng thì bệnh nhân vẫn có thể sinh hoạt được. Thì tôi nghĩ rằng là trong quá trình điều trị bệnh nhân vẫn nên tiếp xúc bình thường để đó là tạo ra một cái không khí gia đình cũng như là nhận cái sự động viên của gia đình, thì như vậy là bệnh nhân sẽ có được cái động lực để có thể chiến đấu được với bệnh tật. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hiệp. Một câu hỏi nữa đó là trong quá trình bệnh nhân đang hóa trị và xạ trị đồng thời như vậy thì vấn đề ăn uống sẽ như thế nào thưa bác? Câu hỏi này thì xin phép được nghe lắng nghe ý kiến từ bác sĩ Nguyên trước ạ. Đối với điều trị bệnh nhân ung thư nói chung thì cái vấn đề về dinh dưỡng, vấn đề về chăm sóc tổng trạng của bệnh nhân sẽ là chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Cùng là một bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3, nhưng mà một bệnh nhân đi xe lăn sẽ điều trị khác với lại một bệnh nhân khỏe mạnh, họ vẫn có niềm tin vào điều trị. Cho nên là khi mà được chẩn đoán là ung thư phổi ở giai đoạn 3 hay là giai đoạn cuối đi chăng nữa thì quý vị bệnh nhân cũng đừng quá là hoang mang, đừng quá là lo lắng. Mình chỉ cần làm sao cho cơ thể của mình khỏe là mình có thể đủ sức để mà cùng với bác sĩ, cùng với gia đình mình để mà chiến đấu chống lại bệnh tật. Vì lý do đó, trong quá trình điều trị ung thư thì bác sĩ khuyên là bệnh nhân không có nên ăn kiêng, không có nên kiêng đường, không có nên kiêng thịt. Kiêng quá nhiều như vậy thì đến tận một người bình thường á, là khi mà họ ăn kiêng á, là họ đã mệt rồi. Huống chi một người mà có bệnh, có khối u ở trong người rồi còn phải hóa trị. Rất là cực khổ, rất là mệt mỏi. Cho nên là gia đình cho bệnh nhân ăn uống thoải mái, ăn những cái thức ăn giàu chất dinh dưỡng, nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo được cái sức khỏe chiến đấu cùng bệnh tật. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Nguyên. Vậy thì một câu hỏi nữa đó là cái vấn đề mà sinh hoạt, tập thể dục hay là thói quen hút thuốc uống rượu thì bệnh nhân cần phải có lưu ý gì hơn không khi mà chúng ta đang là điều trị hóa xạ trị đồng thời? Một trong những cái điều kiện tiên quyết mà bệnh nhân ung thư phổi hóa xạ trị đó là bệnh nhân bắt buộc phải cai thuốc lá. Bởi vì thì các nghiên cứu người ta cũng đã chứng minh được rằng là cái việc bệnh nhân cai thuốc lá thì có thể làm tăng lên cái thời gian sống của bệnh nhân. Vì vậy là trong quá trình bệnh nhân điều trị và thậm chí là sau khi bệnh nhân đã được hoàn tất điều trị thì cái việc cai thuốc lá là gần như là bắt buộc. Tuy nhiên thì thực tế thì chúng tôi cũng động viên bệnh nhân rất là nhiều, nhưng mà cũng không phải bệnh nhân nào cũng tuân thủ. Thì nhưng qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn đưa tới một cái thông điệp: thuốc lá chính là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Việc chúng ta bỏ thuốc lá càng sớm ngày càng là càng tốt ngày đó. Và nếu như không may mà chúng ta mắc ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi giai đoạn 3 với điều trị rất là phức tạp và nặng nề như vậy, thì cái việc mà chúng ta cai thuốc lá là cực kỳ là quan trọng. Hạn chế uống rượu bia,
và cũng là một cái lời khuyên dành cho các quý bệnh nhân trong quá trình điều trị. Còn về cái vấn đề mà sinh hoạt thì bệnh nhân thì sẽ tùy thuộc vào cái thể lực của mình, thì bệnh nhân có thể vận động, tập thể dục, những cái môn thể thao nhẹ nhàng phải phù hợp với cái thể lực của mình, tức là cần thiết trong quá trình bệnh nhân điều trị để có thể nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái khả năng chịu đựng của bệnh nhân để bệnh nhân có thể hoàn tất được cái liệu trình phát sinh tâm thần. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hiệp. Rõ là chúng ta thấy rằng là đối với một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3, sự đồng hành của người thân cũng như là cái quyết định tuân thủ điều trị của bệnh nhân sẽ đóng vai trò rất là lớn trong quá trình điều trị bệnh. Vậy thì tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, bên cạnh cái hóa xạ đồng thời thì chúng ta có những cái tiến bộ hay là chúng ta có thêm những cái cơ hội nào đối với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 nói riêng và đối với những bệnh nhân ung thư phổi nói chung, thưa bác sĩ? Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã có là một trong những cái bệnh viện lớn ở miền Nam, thì rất là may mắn ngoài những cái thuốc mới về đều có ở tại Bệnh viện Chợ Rẫy, như là thuốc miễn dịch, thuốc nhắm đích, những cái thuốc thế hệ mới nhất, thì Bệnh viện Chợ Rẫy còn là một cái trung tâm nghiên cứu những cái thử nghiệm lâm sàng. Thì đó cũng là một trong những cái cơ hội cho những cái bệnh nhân sau khi mà đã thất bại với lại những cái điều trị hoặc là kháng thuốc, được tiếp cận với lại những cái thuốc mà mới và vẫn còn đang trong cái giai đoạn mà nghiên cứu. Xin cảm ơn hai chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ những cái thông tin mới nhất về những cái tiến bộ trong điều trị ung thư phổi giai đoạn 3. Và xin cảm ơn quý vị và khán giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Một lần nữa, xin được cảm ơn và trân trọng kính chào.